Chào mừng các bạn đến với một video nữa của Đồng Hồ Hải Triều. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói 3 khuyết điểm mà mẫu Seiko Cocktail Resize này vẫn còn đang mắc phải. Với những bạn là fan của Seiko, ắt hẳn các bạn cũng đã biết Seiko Cocktail Resize lần đầu tiên được Seiko giới thiệu vào năm 2010, và tính tới thời điểm hiện tại, đây vẫn là một dòng sản phẩm chiến lược của thương hiệu này. Để nói nhiều hơn về các sản phẩm Seiko Cocktail Resize cũng như là các chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay á, thì trên kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều chúng mình đã làm rất nhiều video về các dòng sản phẩm này. Mình sẽ để link của chúng ở dưới phần miêu tả để các bạn có thể tham khảo nhiều hơn nhé. Và trước khi nói về khuyết điểm mà mẫu đồng hồ này vẫn còn đang tồn động, đầu tiên mình sẽ nêu về cái tiêu chuẩn đánh giá của mình. Để xét về một mẫu đồng hồ, cái mình sẽ nói đầu tiên là về sự đa dụng của nó. Cái thứ hai đó sẽ là tính thoải mái khi dùng. Và cuối cùng đó chính là độ bền cũng như là độ thẩm mỹ sau một thời gian các bạn sử dụng. Và chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay. Mình sẽ nói về mặt kính. Như cái tiêu chuẩn đầu tiên mà mình đã nói, sự đa dụng vô cùng quan trọng đối với một mẫu đồng hồ. Nếu như bạn là một người dùng đồng hồ lâu năm hoặc bạn có khá nhiều cổ máy thời gian, thì việc sự đa dụng của một mẫu đồng hồ sẽ không còn quá quan trọng với bạn. Nhưng theo mình nghĩ, nếu bạn chỉ sở hữu một chiếc đồng hồ duy nhất và đó chính là Seiko Cocktail Resize, thì sự đa dụng thật sự quan trọng với bạn đấy. Tuy nhiên, mặt kính của chiếc đồng hồ này lại không cho phép nó trở thành một mẫu đồng hồ khá đa dụng. Như các bạn có thể thấy, mặt kính của Seiko Cocktail Resize luôn được thiết kế với một ADN duy nhất, đó chính là Seiko sẽ sử dụng một lớp kính Hardlux cộng cho tất cả các sản phẩm thuộc bộ sưu tập này. Và điều đó sẽ vô cùng tuyệt vời trong khâu marketing cũng như là về hiệu ứng thị giác. Khi lần đầu tiên bạn nhìn thấy sản phẩm này, xong khi sử dụng, thiết kế mặt kính sẽ khiến cho chiếc đồng hồ này đối diện với khá nhiều vấn đề như trầy xước so với thiết kế kính phản truyền thống. Và tất nhiên, đối với một mẫu đồng hồ mà bạn nên sử dụng hàng ngày thì đây là một điểm được xem như một điểm trừ và khuyết điểm mà Seiko Cocktail Resize đang gặp phải. Khuyết điểm tiếp theo trên sản phẩm này mà mình muốn nói đó chính là về bộ dây. Nếu các bạn có thời gian để tìm mẫu đồng hồ này và xem review từ các kênh YouTube chuyên nghiệp, bộ dây trên mẫu đồng hồ Seiko Cocktail Resize đời đầu chưa bao giờ được đánh giá cao. Có thể các phiên bản limited gần đây được Seiko update thêm cho một vài tính năng, ví dụ như là họ sẽ cho thêm một bộ dây cho người sử dụng hoặc là khóa quick release. Tuy nhiên là với phiên bản mà mình đang cầm trên tay thì Seiko dường như vẫn chưa làm tốt được điều này. Bộ khóa trên mẫu đồng hồ này tuy đã được Seiko cải thiện nhiều lần về độ bền cũng như là độ dày của bản khóa, song để nói về vấn đề thẩm mỹ, theo quan điểm của mình, trong tầm giá 10 triệu, đây không phải là một mẫu đồng hồ mà mình đánh giá cao về bộ dây, về cả độ bền cũng như về chất lượng thẩm mỹ của bộ dây mà Seiko đang có được. Nếu các bạn muốn đề cập về phiên bản đồng hồ dây da, bộ dây mà Seiko đang trang bị cho dòng sản phẩm Seiko Cocktail mà mình đang cầm trên tay, thật sự cũng không bền bỉ cũng như tính thẩm mỹ của nó không cao so với mức giá mà mẫu đồng hồ này khoảng 12 triệu có được. Tuy nhiên, vì đây là một chi tiết ngoại vi nên bạn có thể sử dụng một bộ dây bán ngoài để thay cho chúng. Và cuối cùng, dù là một sản phẩm mà bạn muốn gắn bó lâu dài, song khả năng giữ giá để bạn có thể bán lại cũng vô cùng quan trọng. Nhận định của mình sẽ khiến cho một số bạn cảm thấy vẫn còn băn khoăn. Tuy nhiên, trong bất kỳ tầm giá nào, các sản phẩm của Seiko vẫn luôn có một độ giữ giá vô cùng cao. Đây được xem như một điểm cộng của thương hiệu này. Tuy nhiên, khi nói về Seiko, bên cạnh độ giữ giá của thương hiệu này, độ đẹp của một chiếc đồng hồ sau một thời gian dài sử dụng cũng vô cùng quan trọng để được đánh giá cao. Nhưng với chi tiết được đánh bóng ở hai cạnh bên, Seiko Cocktail Resize sẽ dần dần xuất hiện các vết xước dâm. Cùng với đó là tần số sẽ xuất hiện dày đặc theo thời gian, khiến chiếc đồng hồ của bạn sẽ bị định giá không cao như những chiếc đồng hồ khác có hai cạnh bên được phay xước. Mình đề cập đến độ giữ giá của chiếc đồng hồ này không chỉ để nói về vấn đề liệu bạn có muốn bán lại chiếc đồng hồ này hay không, mà mình muốn đề cập đến giá trị của chiếc đồng hồ của bạn sẽ bị mất đi tương đối nhanh so với các sản phẩm khác đến từ Seiko nếu họ chịu khó phay xước hai cạnh bên cũng như là các chi tiết khác dễ bị trầy xước. Điều này sẽ giúp cho chiếc đồng hồ của bạn sẽ có được
giá trị cũng như là giữ được khoảng giá sau một thời gian dài sử dụng. Và đó là những gì mình muốn gửi đến các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một dấu like. Bên cạnh đó, hãy subscribe cho kênh YouTube của Đồng Hồ Ái Triều để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.